Mày ở không con? Dạ Mày đủ quýnh thua không việc không được quyền kể hả? À, tao quýnh thua tao cũng quýnh vậy. À, kể cho mày nghe một chuyện này là đủ má cấm cười nha, đủ má là đầu cấm cười nha. rồi. À, mày biết là xưa năm đóng Malaysia hồi xưa tao lính thì là năm 1973, thì lúc đó là coi như là tất cả các mặt trận trong Nam ngoài từ bắt đầu từ một hai ba thì đều có những cái mà coi như là nó chiến trường nó đang sôi động và chiến trường nó đang có một cái sự cao trào lên cao, tất cả mọi cái quân quân mà mình nói là quân quân Bắc Việt nó đã tràn ngập ở đây rồi. Thì vùng một vùng hai nó đã lớn vào rồi, thì vùng ba thì tao là sườn năm, thì trong đó nó có một cái căn cứ của Việt Cộng rất là lớn mà nó gọi là quân cái gì, công trường chính. Công trường chính tao không biết công trường chính là con mẹ gì, tao nghe tụi nó nói e. Thì cái hôm đó thì cái trung một sư đoàn thì có ba trung đoàn, mà trung sườn năm tao là trung bảy, là con beo, là trung trung tám là con gì ta, tao quên, là con sư tử hay là con cọp gì đó, là tới trung chính là con voi. Trung chính là của tao là con voi. Thì hai cái trung đoàn nó vào một cái chỗ là ở căn cứ ở đường lên Phú Giáo, nó có ở căn cứ ở trung trung bảy, nhưng mà trên nữa thì nó có một cái ấp gọi là ấp nước vàng. Ấp nước vàng thì cái chỗ đó hồi xưa là nó tấp đi vô những cái, nó có một cái bào nước rất là lớn, một cái bào bào nước có nghĩa là một cái thung lũng mà nước nó gần gần tới đầu gối, thôi, rộng lớn khoảng mấy chục hectare mẫu vậy đó. Chung quanh đó là bìa rừng, ở trong cái bìa rừng đó thì cộng nằm trong, còn mình nằm bước đi vô đó ngang qua cái bào nước. À, trong cái bào nước đó, đó trong trời trong quạch à, thì tất cả hai cái trung đoàn kia nó bị bại trận, chạy về tay tua rồi, coi như vô thì bị quýnh thua quýnh tan tác chạy ra rồi. Thì tới trùng chính của tao mới vô vô thì ở bào nước có một cái bụi tre gai rất là lớn, cái bụi tre gai nó bự bằng cái nhà vậy đó, mà tre gai mà biết nó dày đặc nó đang với nhau đủ rồi. Thì chung quanh cái bào nước nó không có gì rồi, thì trung tính vô thì cũng bình thường, bắn tì đùi xèo khoảng chừng nửa tiếng hồi sau đụng nó tan nát hết trên trời đụng mà. Thì tao đâu có biết chạy ra đâu, đụng ở đang ở dưới bầu nước mà đụng tao phóng vô trong cái bụi tre gai mà nó cội à, tại vì chính giữa bầu nước nó có cái bụi tre gai bự lắm mà tao chung vô đó rồi đồng bằng xong tao nằm trong tao sợ chết, nói thẳng thằng nằm sợ sợ chết sợ mẹ trời gì cậu nó tới đụng nó biết mình sống nó đẻ hay sao đụng cười. Nó ở nó sợ thấy mẹ luôn. Qua buổi chiều tối chiều vừa lúc im tiếng súng là khoảng buổi chiều tối nửa đêm thì cũng không có tờ mờ sáng, qua 2-3 giờ sáng thì cái đám mà coi như lao công đạo binh à, thường thường có tính cái gì là thu dọn chiến trường, mày biết không? Người nào mà lính đưa lên để mình chế, người nào mất xác, người nào lính xác thì họ không im tiếng nhất là đính thì đính địch là không có một phát một cái gì gọi là cho nằm trong bụi tre gai. Thì thấy quân ta là quân sườn năm, mà quân lính lọc lao lao công đạo binh với lại mấy người lính kia để lên kéo xác bò bò lên rồi đi bò lên. Ui, má mừng quá, thấy tao nè là chưa chết đâu, nằm trong bụi tre gai mà mày nghĩ mày coi cái bụi tre gai khủng khiếp nó bự vậy, mà tre gai nó đang đặt luôn, nó kín mít giống như cái rồi á mà hồi đó họ sợ quá mày say nhảy vô nằm chính giữa bụi tre gai mà hồi ra ra không được, ra không được ra mới được cái tay gai rồi nó chặn cho ra rồi má bầu mình nghĩ cái rồi sau đó mà chung được ta lúc nó chung vô Lúc lúc vô là bất chấp đúng không? Lúc vô là được bất chấp luôn đúng không? lúc chung À, vô đúng rồi. là ra ra không được đù ba rồi. Cái đấy là một đội bệnh tao này tao đây đù quá mắt đù mắt nó vô lúc lồn vô vô thấy tao bộ chặt nó đù cái đấy rồi nó chặt cái nó chặt xe ra vô nó chặt nó cái lỗ tròn tao chung ra mà nó về nó hết hồn. Tới về đó thì về tới trung bảy tạm trú ra quên là nghỉ ngơi đó để mà rút quân về đủ nó đủ sức kỳ nó đủ sẽ chung vô được mà chung ra không được dù á còn cái bụi tay gai bụi tay gai nó bụi khủng khiếp đó, nó bụi cả nhà mình vậy đó. Nó nằm giữa ghe bào nước chung quanh là nước không à, mà chỉ có bụi tay gai nó không giết cái đụng, nó lấy biểu bụi thổi cái bụi tay gai đây. Mình chắc tay tiêu xong con rồi rồi đúng rồi rồi xong rồi mà tại sao mà không bắn ra thì mà tao tất cười chứ đó là đủ mấy cái kỳ đó là coi như cái trung đoàn 7 nè, trung đoàn 8 nè, trung đoàn 9 là ta chạy tan tác mà ở ngay cái chỗ cái ấp nước vàng, nó có cái từ ấp nước vàng, những người nào mà ở Phú Giáo mà mới biết ấp đó, ấp nước vàng rồi ấp biết anh đây có ai ở Phú Giáo không, ở Bình Dương Phú Giáo đó thì biết cái ấp đó, cái ấp đó ngày xưa là chuyên môn là mấy người mà đi làm gỗ hay là làm rừng đó, là đi kéo Rừng. cái
đó, cái nương cái bào nướng đó là chuyên bằng cái ngăn gỗ, cái kia là cái gì ta đốn gỗ trong rừng ra, người ta bỏ cái bào nướng đó, ta bỏ thành ra ở cái ở dưới cái nước đó là bào gỗ, cái là gỗ nhiều lắm, gỗ cây bự cổ thụ bự bỏ lên lát đó ngâm nước thì đi hành ngang phải đi ngang, đi hành quân phải đi ngang cái đó, mà ta chỉ biết là cái gì này đồng ý là bại trận thiệt, cái chuyện đó tao quan trọng, quan trọng là lính là có thắng có thua thôi, mà tao chỉ thắc mắc tao tại làm sao tao nhảy vô trong cái bụi cây gai được mà tao ra không được là sao, quá mà khoa nghiệm sao nó có người cứu mới ra được. Ồ hay thiệt, tình đúng là đúng sao thì ta lúc đó là như là trời, là như trời thiên à, không có đặt bình đồ dung vô giữa đó, chính xác là không hiểu tại sao mà chui vô được, đúng không, đúng không, không hiểu tại sao mà chui vô chống nó được luôn. Cái mà thắc mắc là phải làm sao mà chui vô được. Đâu ra được, dồn lại bụi cây gai hết luôn, nó bự lắm, bụi cây gai nó bự một cái nhà lên mà lâu năm cả trăm năm mà đủ trên ta nó trời, mà biết cây gai mà biết rồi chứ đâu phải đơn giản như cây thường thì còn kẹo cây gai là mấy cánh rõ nó đang nó gai góc không mà nó cứ chằng chịt giống như rổ nó kín mít à, giống như rọ vậy đó. Mình ở ngoài mình nhìn vô mà không thấy gì cả, mà lúc đó không biết sao mà ta nhảy vô được, mà ta nhảy mà ta nhảy ngay chính giữa bụi cây gai luôn, mà sao chui vô được hay thiệt á. Vừa ra hỏi lúc đó là chú Cầm có lột quần áo ra không hay là mặc lên mặc bộ đồ? Còn ở quần nguyên bộ đồ lúc đó đâu có tâm trí đâu mà lột đồ, đâu có nghĩ tới cái chuyện mà lột đồ, không biết đâu, đâu phải là hàng binh, chỉ có điều là đủ má nó làm dữ quá. Thì nói chung thì trung tuần 9 nó tan hàng, trung tuần 7 hồi xưa lính Mỹ nó có một cái lính bị ông Hoàng nó có cái vụ tan hàng là bại trận đó, hiểu không? Có là đánh không hết. Thì trung tuần 7 tan hàng, trung tuần 8 tan hàng, tới trung tuần 9 của tao cũng tan hàng luôn. Đó, bởi tao mới kể về kỷ niệm bún thua mà tao tức cười, có nghĩa là tao không hiểu làm sao mà nó chung cho bụi cái gái để tao không hiểu nổi. Và rồi lúc mà trung ra trung nó cũng đau luôn đó. Mà phải mấy người ta là con đậu binh đụ mà lấy kéo lấy đồ mà lấy mấy cái sọ en rồi nại ra ra đụ mà chung cóc cái lỗ. Đồng ý. Nhưng mà mình nghĩ mà chung vô mà cách nào mà hồi đó mình không nhớ mà trả làm sao mà mình chung đó mà nằm chính giữa luôn bụi cây gai luôn. Ừ mà bảo là thì chung vô chung ra được chứ không chung ra đâu có được đâu, đủ mất ra cái cần kinh chứ mà không hiểu làm sao mà mình chung vô mới được mà nằm chỏng rồi nó ghê rồi mới vậy. Đó là cái cảnh mà tao đã bị giật bao dây đồ nó hẳn là vậy. Rồi rút về nằm ở trung bảy rồi ở Phú Giáo nằm một đêm rồi rút về Lai Khê dưỡng thương rồi bổ sung quân số rồi ra cái vậy. Nhưng mà chú cầm cái lúc đó cái lúc mà chú cầm nằm trong bộ chai gai thì trong cái khoảnh khắc đó chú cầm có cảm thấy là chú cầm thù mấy ông Việt Cộng không? Tại sao dí chú cầm nhảy vô bộ chai gai nằm á, hiểu không? Lúc đó đâu cần biết thù quán gì đụ má sợ chết thấy mẹ luôn đụ má mà thiệt mày lính thấy cái gì mà nước mà. Cá với cái bầu nước có cá nhảy quách buồn má lúc đó là lính sợ. Đầu tiên là phải bảo toàn mạng sống trước rồi sợ lúc đó là sợ nổi là điếng người là không nghĩ đến cái gì, nghĩ sao mà lọt bọc gì về thoát chết là được rồi, đâu có nghĩ đến cái chuyện mà thù với quán nữa nữa. Mà thường thường á cười quá, tao nghĩ tao trong cuộc đời tao nghĩ tao được xin bộ tay ngay mà chúng ra không được, tao cứ cười biết tới ông đó là cái những người nào mà ở Phú Giáo Việt Nam nói Việt Nam nó phải chi lúc đó chu ra mà có cây gai là nó đâm trúng cái hàng của chú cầm nó chắc vui dữ lắm. Đùa ai vui lắm thì cũng nhờ mấy anh lên con đạo binh với lại lên dọn cái vợ rồi lấy tôi ra. Đúng rồi, tôi sợ đi sợ hết chứ thủ quán biết đi đâu, thủ quán rồi khổ lắm. Mà hồi biết ta không biết là công trường chính sẽ đủ mà công trường chính là công đường gì không biết, em mày phong xuân có công trường chính đó ngoài tới bây giờ ta không biết cái công trường chính nó có thiệt là không nữa, bởi khổ ghê, đâu có biết bây giờ đâu có thấy gì cộng bao giờ đâu biết quá, thậm chí quýnh như vậy là quýnh tàn hàng như thôi mà cũng không thấy gì cộng nào hết trơn, khổ ghê, cười thấy mẹ luôn. Đó là những cái mà trong chiến tranh nó trải qua ở nó một cách gì đó thì mình thấy cái sự ác độc và sự mà coi như là thung tính mẹ ở Việt Nam mình thì cái thằng Trung Quốc nó chưa bao giờ nó từ bỏ ý định đó, thì rõ ràng thì những cái chung cao làm như cái tre châm đốt vậy, cái tre châm đốt rồi gõ cho nó mà che ơi mở ra. Công trường chính là sư đoàn, bao nhiêu công trường thì sư đoàn đúng rồi, nhưng mà có công trường chính không mày hả? Trời, vậy là chắc có lẽ rượu nguyên của sư đoàn làm bệnh bởi vậy. Nói gì thì nói gì, cái trong chiến tranh thì hai bên mặc dù người lính không có tội,
họ mặc ra sắc phục nào thì họ chiến đấu theo lệnh ở trên thôi, cho họ đâu có biết mẹ gì đâu. Mẹ thì những người lính giữa hai bên đó, nhưng mà một bên thì có lý tưởng thì một bên không có lý tưởng thì cái chuyện đó mình cũng không chấp. Miền Đông, miền Đông Nam Bộ là ý là miền Đông Bộ mình phải quay qua Phú Giá là sao, là đúng là Phú miền cung của miền Đông Nam Bộ, đúng là Nam Bộ rồi. Rồi nó đi, nó đi ngõ kia lên ở như chỗ Đức Hòa Đức Huệ đi lên. Làm Mỹ làm gì có xây gai đâu, trời ơi, đó là những cái chuyện mà tao nghĩ tới chuyện mà chiến tranh xảy ra thì nghe thì 64 chiến sĩ gặp ma chết thì cái điều đó cũng đau đớn lắm, nhưng mà cái điều đó mình mới cảm thấy được người Việt Nam của mình là khuất phục, dạ không khuất phục luôn. Mình thấy cái điều đó mình mới cảm phục điều đó. Bây giờ cái người Việt mà đánh với nhau là qua lâu lắm rồi, nửa thế kỷ rồi mình không muốn nhắc tới nữa, nhưng một cái điều vậy. Bây giờ nghe nói một cách nôm na là ở cái ở cái người Việt Nam hiện giờ đã thống nhất rồi, và cái người Việt mình đi lính bộ đội cụ Hồ hay là bộ đội bây giờ là họ rất ư là thừa hưởng được một cái sự coi như là dũng cảm nè, hy sinh nè. Mình thấy mình rất là nể phục. Mà tao đã nể phục từ xưa tới giờ rồi, từ lúc tao bán chờ trời tao đã nể rồi. Mặc dù là bại trận, mình tao đã lý giải rồi, bại là phải rồi, chứ không có gì, không có gì than quán cả. Một bên là có lý tưởng chính xác đàng hoàng, một bên là vì tiền. Đi lính mà rượu thằng nào nó không phát lương, rồi má tháng đó là nhà ngủ luôn, chứ không. Thấy rõ ràng phải không? Một bên từ đầu không có đồng bằng nào hết, mà đi chiến đấu mà hết sức mình. Cái điều đó thích nữa. À, thì tiếp lần xung tâm để chuyện đó vừa thoát chết mà vừa vui, là bởi vì bại trận nhưng mà mình ngồi mình cười hoài à, tới mà tao tới bây giờ là tao còn suy nghĩ không hiểu như thế nào mà đủ chung vô được giữa cái bụi tay gai mà đủ cười mà ra không được, là tao bộ tao nghĩ mày nghĩ rồi thua bộ không kể được, tao không kể được vậy đó, tao kể đó. Việt Nam vừa ra nói gặp lúc đó mà chia bộ đội cắt cái ổ kiến vàng quăng vô là tự chú Gầm nhảy ra được à. Lúc đó khi mà hoàng hồn rồi biết mình ra không có chết được rồi thì không ra được, là bởi vì nó cái dày quá, cái bụi tay gai nó dày đặc quá, mà biết mà lúc đó mà tỉnh rồi là biết đau rồi, là cái bụi tay gai này mà nhúc nhích chỗ nào cũng đau, bởi nó là gai mà. Dạ, đủ má nhúc nhích rồi qua đây này là thấy nó đâm vô người rồi, mà không biết sao đó mà đụng tao nhảy vô làm sao hay vậy, đúng là trời phụ sao tao không biết có điều vậy. Đúng rồi, thì mình thấy mình hơi sốc ở chỗ này, đã giết rồi còn phóng hỏa nữa, người ta đã xui lọc nó rồi xong còn phóng hỏa nữa, đó là cả một việc rồi, cố tình cố ý, chứ nó không có chuyện mà ngộ sát mũi xiết gì cả. Ở đây xử tử là đúng rồi, đúng rồi. Bà thôi, tao thấy gì cái tao ta không ở trong nước, người ta nhiều khi ta nói những cái chuyện đó nó có vẻ nó khập khiễng, rồi người ta sẽ có cái cớ ta phản bác tụi mày ở nước mà mày biết mẹ gì Việt Nam mà mày nói thằng kia, thôi để những người trong nước nói. Nhưng mà tao đọc báo tin tức rồi kia, những cái bằng chứng này kia, chụp hình rồi xăng nè, giáo nè, mát nè, lựu đạn nè, rồi nó tùm lum ra cái chợ thì cũng có không. Thôi kệ, nó là nhà nước đã phán quyết và người ta đã thi hành án thì đúng chính xác, không có gì là phải cố, không có ra rớt thì mẹ. Ở Mỹ là nó giết toàn bộ rồi, nó lấy máy bay ném bom rồi, trụ má ở đó. Giống như cái giống như Bị Lê Đen đó chú, đúng không? Bị Lê Đen đó nó ở bên một nước kia, nó còn đột nhập vô rồi nó xử cho bằng được mà. Không có điện đó không nói, nhưng mà đây này hồi xưa ở Mỹ nó có một cái bang như Arizona rồi vậy, phải không? Thì có một cái gia đình kia họ mua súng nè, mua súng tiểu liên nè, mua súng để nói chung hồi xưa cái thể chế cái gì của Minh Mỹ nè, hồi xưa lại mua đạn, mua dược, mua súng rất là dễ, chỉ trừ những cái súng là súng nặng, súng lớn thì không có thôi, chứ bắt đầu từ đại liên tới đại là hồi mua. Thì có một cái hội gia đình kia ở đó, họ mua gì họ phòng thủ, và bắt đầu họ tính cách là giống như thành lập chính phủ riêng hay sao tao không đến đồ mình đem máy bay tới thả chết mẹ hết luôn, đổ ở máy bom đổ dội đừng giỡn mặt, nó tiêu diệt toàn bộ luôn ở đó. Đủ mình Việt Nam mình vậy là coi như quá, đúng người nào làm người đấy chịu rồi, quá ư là thôi, coi như là đúng là coi ấy. Còn thằng kia chỉ có tính cách là mua súng về phòng thủ và giống kiểu như nó làm một cái khu biệt lập riêng, tách rời ra thế giới bên ngoài, rồi nó thành lập giống kiểu chính phủ riêng đại khái vậy đó, nó phản đối chế độ đó giống như vậy đó. Ở Mỹ nè, đồ nó đem tới như còn tư liệu kia, coi
bánh dưới đấy không còn một mạng ở, từ lớn tới già tới trẻ mới móc gì đủ mà làm láng hết đủ ở.